Chào tất cả các em, cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 là điều tất cả các học sinh quan tâm. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp, còn điểm trung bình lớp 12 chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp. Như vậy, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ quyết định phần lớn điểm tốt nghiệp của chúng ta. Sau đây là cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Điểm xét tốt nghiệp đối với giáo dục trung học phổ thông được tính theo công thức như sau. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bằng tổng điểm của 4 bài thi cộng với tổng điểm khuyến khích nếu có. Tất cả chúng ta sẽ chia cho 4 và nhân với 7. Sau đó cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân với 3. Kết quả thu được chúng ta sẽ chia cho 10 và cộng với điểm ưu tiên nếu có. Các em lưu ý là quy định về điểm khuyến khích cũng như điểm ưu tiên, các em truy cập vào trang thi.tuyển sinh247.com để xem thông tin chi tiết nhé. Chỉ ví dụ cụ thể như sau, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của bạn A với môn toán là 5,5, môn văn là 6,5, môn ngoại ngữ là 8, điểm khoa học tự nhiên với môn lý là 5 điểm, môn hóa là 6 điểm và môn sinh là 7 điểm, điểm khuyến khích là 2 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 là 7,5 điểm và điểm ưu tiên bạn A không có. Trước tiên thì chúng ta sẽ tính điểm bài thi của khoa học tự nhiên với môn lý là 5 điểm, cộng môn hóa là 6 điểm, cộng môn sinh là 7 điểm và tổng điểm là 18. Chúng ta sẽ đem chia cho 3, chúng ta sẽ tính được điểm khoa học tự nhiên của bạn A là 6 điểm. Dựa theo công thức tính điểm xét tốt nghiệp bên trên thì chúng ta sẽ tính được điểm xét tốt nghiệp của bạn A như sau. Điểm xét tốt nghiệp của bạn A sẽ bằng điểm của môn toán là 5,5 cộng với điểm của môn văn là 6,5 cộng với điểm của môn ngoại ngữ là 8 cộng với 6 tức là điểm khoa học tự nhiên bên trên mà chúng ta vừa tính được xong. Sau đó thì cộng với 2 tức là tổng điểm khuyến khích của bạn A. Tất cả chúng ta sẽ chia cho 4 và nhân với 7. Và cuối cùng chúng ta sẽ cộng với 7,5 tức là điểm trung bình cả năm lớp 12 của bạn A nhân với 3 và chia cho 10. Ở trong trường hợp này thì bạn A không có điểm ưu tiên nên chúng ta sẽ không cộng vào. Và kết quả cuối cùng mà thu được đó chính là 7,15, chính là điểm xét tốt nghiệp của bạn A. Như vậy, so với điều kiện tất cả các bài thi không có môn nào bị điểm liệt nhỏ hơn hoặc bằng 1 và điểm xét tốt nghiệp lớn hơn hoặc bằng 5 thì bạn A đã đỗ tốt nghiệp. Ngoài ra, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em cần lưu ý. Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh giáo dục trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh dự thi giáo dục thường xuyên thì phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là toán và ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Thí sinh không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến 2 chữ số thập phân do phần mềm máy tính tự động thực hiện. Đối với các bạn theo học hệ giáo dục thường xuyên, điểm xét tốt nghiệp được tính theo công thức như sau. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bằng tổng điểm của 3 bài thi chia cho 3, cộng với tổng điểm khuyến khích nếu có chia cho 4. Tất cả chúng ta sẽ nhân với 7 và cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân với 3. Tất cả kết quả thu được chúng ta sẽ chia cho 10 và cộng với điểm ưu tiên nếu có. Điểm xét tốt nghiệp các em học hệ giáo dục thường xuyên sẽ được tính tương tự như ví dụ phía trên nhé. Như vậy là chúng ta đã tính được điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 theo cách tính mà Bộ Giáo dục đã quy định. Video này được thực hiện bởi tuyển sinh247.com, trang học trực tuyến uy tín. Thầy cô sẽ đồng hành giúp các em có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.